Sao lại phản đối chứ? Cô ấy là ai vậy chứ? Tôi phản đối lễ đính hôn này. Tôi phản đối chỉ vì chuyện thương nghiệp mà hai người họ phải liên hôn. Nghiêm Tinh Trình, em yêu anh. Bất luận chúng ta đến từ nơi nào, sau này chúng ta sẽ đi về đâu, em chỉ biết rằng hiện tại ngay thời khắc này em yêu anh. Em biết rằng ngay lúc em rơi xuống biển, chính anh đã cứu em. Vì vậy em nghĩ rằng em không có gì phải sợ hãi nữa. Hôm nay em đến đây là muốn nói với anh, bất kể sau này chúng ta có gặp phải vấn đề khó khăn gì, đối mặt với sự tối tăm nào đi chăng nữa, thì em sẽ luôn mãi ở bên cạnh anh. Vậy thì người em yêu, anh đã sẵn sàng đi cùng em chưa? Nghiêm Dực, bây giờ anh không thể đi cùng em cũng không sao. Em đeo chiếc nhẫn này cho anh, thì anh đã là người của em. Rồi sẽ có một ngày em quay trở lại, đưa anh trở về bên cạnh em. Nghiêm Tinh Trình, anh Nghiêm Tinh Trình. Em đeo nhẫn này cho anh rồi đi như vậy sao? Ý anh là... Anh đã là người của em. Mèo chân đi đi ta ta, chuyển động đến mỗi một giây, từ giờ từ giờ, đi hả? Từng tại mộng tỉnh sau, hướng về phương hướng, phân phú trở trăng
Giờ em đã lợi hại vậy rồi sao? Còn dám đến cướp hôn nữa chứ? Em đâu chỉ dám cướp hôn thôi, em còn bắt chú rể đi luôn nè. Em không sợ nhà họ Trang sẽ đuổi em đi sao? Em không sợ, có anh rồi mà. Nếu Thăng Kỳ làm hại em thì sao? Anh sẽ bảo vệ cho em. Nếu anh không đi cùng em thì sao? Vậy thì em sẽ lại đến cướp hôn, cướp lần hai, lần ba, rồi lần bốn. Rồi sẽ có lần nào đó anh chịu đi cùng với em. Chờ chút. Vậy chẳng lẽ anh sẽ mặc kệ em, sẽ không đi cùng em thật sao? Đương nhiên. Là không rồi. Bên này nữa. À đúng rồi, vẫn còn một chỗ nào đó bị ai đó cắn tới bây giờ mà vẫn còn đau. Thời gian vừa qua anh đã khiến em chịu khổ rồi. Không sao, là do bản thân em tự nguyện. Anh quên rồi sao? Anh nhớ chứ. Cứ mỗi khoảnh khắc anh được ở bên cạnh em, anh đều nhớ. Bất luận những gì anh làm là vì Tâm Nghiên hay là làm vì anh, thì anh cũng không nên đưa em vào dòng xoáy này của nhà họ Trang. Nhà họ Trang và cả Lam Hải đều rất nguy hiểm. Tinh Trinh, thật ra anh nên nói sớm cho em biết thân phận thật sự của anh. Nhưng tình hình của nhà họ Trang phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Năm đó anh lưu lạc ở nước ngoài, anh có cơ hội gọi điện cho nhà họ Trang và có thể sớm quay về. Nhưng anh không biết nếu như anh thực hiện cuộc gọi đó thì anh có thể sống tiếp hay không. Tại sao vậy? Em cảm thấy tai nạn xe của em và Tâm Nghiên là ngoài ý muốn sao? Bởi vì căn bản có người không muốn Tâm Nghiên quay trở về, và căn bản cũng không muốn nhìn thấy anh quay trở về. Tai nạn xe của em và Tâm Nghiên và tai nạn xe của ba mẹ anh vào 17 năm trước đều có người ra tay. Anh vẫn luôn tìm kiếm kẻ năm xưa đã ra tay với ba mẹ anh, và cả kẻ lầm tưởng em là Tâm Nghiên rồi bắt cóc đi. Tìm không ra hắn ta, mọi việc ở nhà họ Trang đều không thể kết thúc. Tìm không ra hắn ta thì vụ việc của ba mẹ anh và Tâm Nghiên mãi mãi sẽ không tìm thấy sự thật. Tinh Trinh, bất luận có xảy ra chuyện gì thì em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ ủng hộ tất cả quyết định của anh. Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh thực hiện mọi chuyện. Mà Ninh à, em ủng hộ anh, nhất định phải tìm ra sự thật của năm đó, lật mặt hắn ta, cùng với em hoàn thành tâm nguyện
cuối cùng của Tâm Nghiên. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em một chuyện. Em nói chuyện gì anh cũng đều đồng ý. Từ bây giờ, bất luận có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì anh cũng không được giấu trong lòng. Anh không được tự mình gánh vác hết tất cả mọi chuyện. Có điều gì thì anh cũng phải nói cho em biết để em cùng với anh giải quyết. Biết chưa? Nghe thấy không? Anh... Nè, anh cũng vừa mới nói, chuyện gì anh cũng nghe theo em mà. Vì vậy, hãy bắt đầu từ câu nói đầu tiên này. Nghiêm Tinh Trình, anh có yêu em không? Có yêu em không? Em muốn nghe anh nói. Mạn Ninh. Wow. Nghiêm Tinh Trình, có yêu em không? Em nghĩ sao? Leo lên vai tôi. Ở trên này cao mới dễ nhìn được chứ. Vậy tại sao lại muốn bắn pháo hoa? Vì lãng mạn đó. Sao mà anh hỏi nhiều quá vậy? Thật quá tốt. Cuối cùng hai người họ cũng thành đôi rồi. Còn tôi cõng heo cũng muốn được. Anh nói gì đó? Anh nói ai là heo hả? Là tôi. Nếu tôi không phải là heo thì sao mà cùng cô làm loạn được? Nếu tôi không phải heo, tôi sẽ thích cô chắc. Nói to lên co, tôi không nghe rõ. Tôi không có nói gì. Tôi chỉ nói tôi sắp chịu không được nữa. Anh rồi cố chịu thêm chút nữa đi. Tôi xem chưa đủ mà. Đừng có động đậy đó. Cố lên. Sao mà anh yếu quá vậy hả? Mina, cô không sao chứ? Mới cộng chút xíu mạnh làm tôi té rồi. Tôi không có yếu đâu nha. Cô xem, cơ bắp quá trời. Vậy sao? To quá. Tên ngốc này. Xem một mình luôn đi. Ê, Mina. Cái gì vậy? Đừng có theo tôi mà. Chờ tôi với. Mina, đừng theo tôi. Anh đẹp trai, lên xe. Nón bảo hiểm. Xuống xe. Vô tưởng nguyên soái nè. Ừ.
trở thành người luyện tập cùng nguyên soái, sẽ chiếm được trái tim của anh ấy. Anh chắc không vậy? Chắc chắn, nhất định đảm bảo luôn. Ngoài xếp ra, cái đầu gỗ của ảnh chỉ quan tâm ba việc thôi, đó là ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện. Nếu cô có thể trở thành người tập luyện với anh ấy, nhất định sẽ khiến cho anh ấy động lòng. 3, 2, 1, lên luôn. Thế sao vậy, sao vậy? Sợ quá à. Lại lần nữa nha. 3, 2, 1, tiến lên. Nguyên soái. Tuyệt, cuối cùng lần này cũng đã được. Xong xuôi rồi. Còn mệt thì tiêu đời luôn rồi. Có người không biết có chuyện gì vui mà lại cười tươi như vậy. Không có chuyện vui gì, nhưng mà người thú vị thì có hai. Hả? Phương Tưởng hay là nguyên soái? Nè, cậu hãy thành thật nói với tôi, trong hai người này, rốt cuộc cậu thích người nào? Tôi hả? Không thích ai hết. Cậu nghĩ là tôi tin sao? Cậu thích tin hay không thì tùy cậu. Dù sao bây giờ, tôi chỉ muốn sáng tác truyện tranh thôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành quyển truyện tranh của tôi thật tốt. Nhỏ mọn. Anh, em mau về phòng ngủ đi. Em không đi. Em đủ rồi. Mấy ngày nay làm loạn đủ rồi nha. Chuyện đã tới nước này em còn muốn làm sao nữa đi. Anh cũng hung dữ với em. Người khác cười nhạo em thì không sao. Anh là anh ruột của em. Tại sao ngay cả anh cũng muốn cười nhạo anh em? Anh không hề muốn cười nhạo em. Thằng Lâm, từ nhỏ anh đã hết mực cưng chiều em. Anh cho em ra nước ngoài du học vì không muốn em biến thành dáng vẻ giống bây giờ. Em thích Nghiêm Tinh Trình đó, muốn đính hôn với cậu ta, anh đều theo ý em. Nhưng bây giờ cậu ta đi với người khác rồi, em vẫn không thể quên được cậu ta. Sao mà em khờ tới như vậy? Anh đã dạy dỗ em như thế nào? Anh dạy em gái mình trở thành như vậy sao? Vậy anh đang thấy em làm anh mất mặt lắm đúng không? Em thích anh ta, cùng anh ta đính hôn, bị anh ta bỏ, nên khiến anh cảm thấy mất mặt có đúng không? Em không xứng đáng làm em gái của anh. Em đi, em đi là được chứ gì? Thằng Lâm, thằng Lâm, em mau đứng lại cho anh.
Tôi bị bỏ rơi là do tôi sai. Cùng Nghiêm Tinh Trình đính hôn cũng là tôi đã sai, làm cho Lưu Hoàng mất mặt vẫn chỉ là tôi sai. Các người cứ cười đi, tôi chính là người như vậy. Cả con người tôi, tất cả đều là sai lầm. Thằng Lâm, cô không sao chứ? Không cần anh quan tâm. Anh với bọn họ cũng giống nhau, tới để cười nhạo tôi có đúng không? Nhìn tôi bị người ta bỏ rơi, nhìn tôi trong lễ đính hôn bị người ta cướp mất chú rể. Có phải tôi đã làm trò cười cho thiên hạ không? Hả? Thang Lâm, cô đừng như vậy. Anh nói tôi đừng như vậy, vậy thì anh muốn tôi như thế nào nữa chứ? Muốn tôi thông báo với cả thế giới rằng tôi vẫn rất ổn, dù tôi bị chú rể bỏ rơi, nhưng bây giờ tôi vẫn rất rất vui, có đúng như vậy không? Tránh ra! Bây giờ tôi đang rất vui, tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, hạnh phúc nhất trên trái đất này, và không ai có thể hạnh phúc hơn tôi, không một ai. Thang Lâm, không ai cười nhạo cô hết, chính cô đang tự dạy vào bản thân mình thôi. Lâm Mộ Phàm, tôi hỏi anh, tôi yêu một người là tôi sai sao? Hả? Yêu một người là tôi sai sao? Tôi biết chứ, tôi cũng biết anh ta chứ. Tôi biết anh ta là một người rất bí ẩn, rất là khó đoán. Tôi cũng biết bây giờ tôi không có tư cách gì đứng ở bên cạnh anh ta, nhưng mà tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào, thậm chí bản thân tôi cũng không hề quan tâm rằng rốt cuộc anh ta có thích tôi hay không, hay chỉ một mình tôi thích anh ta mà thôi. Chỉ cần tôi biết là mình thích anh ta thôi. Tôi thích một người, như vậy là tôi sai hay sao? Anh nói cho tôi nghe đi. Tôi thích anh ta thì tôi sai hay sao? Anh nói cho tôi nghe đi. Tôi chỉ thích anh ta thôi mà. Tôi thích anh ta là sai hay sao? Tôi thích anh ta, tôi thích anh ta.
uống đi, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn. Thật ra cũng đã nhiều năm rồi tôi không đến bãi biển vào ban đêm. Hôm nay tôi nên cảm ơn cô. Thang Lâm, mọi người đều đã đi xa rồi, cô có chắc là vẫn muốn đứng yên tại chỗ hay không? Anh muốn nói điều gì? Vì tôi cảm thấy rằng cô của bây giờ không phải là Thang Lâm. Bởi vì lần đầu tiên tôi gặp cô là một cô gái rất mạnh mẽ, vừa kiêu hãnh vừa rất lanh lợi. Giám đốc điều hành studio thời trang Silin, Thang Lâm. Toàn bộ thiết kế của anh trong một năm tới tôi bao trọng rồi. Khi cô nói với tôi cô muốn mua thiết kế một năm của tôi với giá 10 triệu, tôi rất muốn đồng ý với cô. Thật sao? Ừ. Vì cộng hết lưng tôi ở Lam Hải mấy năm nay cũng không được 10 triệu đô. Nếu tôi không vì lời hứa của ba tôi và ở lại Lam Hải, tôi nhất định sẽ đi cùng cô. Bà chủ, bây giờ tôi hối lỗi, còn kịp không vậy? Không kịp nữa rồi. Không nhận. Cô cười lên vẫn đẹp hơn đó. Cô luôn nói cô hiểu rất rõ Nghiêm Tinh Trình là người như thế nào. Còn tôi cảm thấy tôi cũng rất hiểu cô là người như thế nào đó. Cô thích Nghiêm Tinh Trình, cô có thể dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi anh ta. Nhưng cô cũng là một người có điểm dừng và có lương tâm. Dù trong tay cô có con ác chủ bài là Mạng Ninh, nhưng cô lại không muốn làm lớn chuyện. Cô chỉ muốn âm thầm khiến cho hai người họ cúi đầu trước cô. Chỉ có điều tình yêu đôi khi không theo ý mình. Cuộc sống cũng có rất nhiều chuyện không vừa ý của chúng ta. Không yêu được người muốn yêu cũng chỉ là một trong số đó thôi. Tình yêu vốn dĩ không thể miễn cưỡng. Yêu thật sự không thể miễn cưỡng sao? Mẹ à, nhà họ Trang đang rối tung lên mà mẹ còn tới thăm gia hội từ thiện Nhảm Nhí đó nữa hả? Gia Khải, con ăn nói cho có chừng mực. Bây giờ cô đang rất bình tĩnh rồi đó. Nhà họ Trang đã thành ra như vậy rồi, mẹ thật sự không quan tâm gì hết sao? Có lẽ nào trong tâm của mẹ, nhà họ Trang không quan trọng, Lâm Hải không quan trọng, hay là con không quan trọng? Dù trước đây tập đoàn Lâm Hải là do dì Hai quản lý hết tất cả, nhưng mà mẹ hay con mình không góp công cũng có góp sức mà. Vậy thì dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà chỉ có con cái của dì Hai mới có quyền thừa kế? Dựa vào cái gì mà ông ngoại giao nhà họ Trang cho họ chứ? Vụ Trang Tâm Nghiên giả mạo coi như bỏ qua,
Nhưng bây giờ Nghiêm Dực lại trở về, lẽ nào phải giao hết cho anh ta? Gia Khải, lẽ nào do cô không có ba? Hay bởi vì cô là đứa mà mẹ không biết được sinh ra từ người đàn ông nào ở ngoài chứ? Được thôi, kể từ hôm nay cứ coi như là mẹ không có đứa con này, con cũng không có người mẹ này. Cô, ông chủ, cần tôi xử lý anh ta không? Cô nghĩ hắn ta dễ đối phó sao? Nhưng nếu để cho anh ta kiểm soát toàn bộ tập đoàn, anh ta sẽ trở nên rất kiêu ngạo. Đúng là không nên để cho hắn quá thoải mái. Mạn Ninh, sao em lại ở đây? Em đến đón anh ta ca, nhưng mà không muốn để người của công ty nhìn thấy. Sau này ổng dám giỡn với anh nữa, anh ra tay nặng quá. Không sao chứ, anh không cố ý đâu. Không sao, em biết mà, trước đây mỗi khi anh ngủ, nhưng ngài Nghiêm à, ngài có muốn cùng tôi đi trốn hay không? Đi trốn? Ừ. Đi. Vào trong. Em có bằng lái chưa? Sao vậy? Sợ hả? Anh sợ em lái không ổn, bị cảnh sát nghĩ là em say rượu. Vậy thì ngài Nghiêm cứ thắt dây an toàn vào trước đã. Đi lâu như vậy, chỉ để ngắm đêm thôi sao? Không phải vậy đâu. Em muốn cùng anh bỏ trốn mà. Ai trời, vì hôm nay em muốn cùng với anh ngắm sao đêm. Anh quên hả? Trước đây em đã từng nói với anh, chỉ cần cặp đôi nào yêu nhau, có thể cùng với nhau nhìn thấy sao màu hồng giữa chòm tiên nữ, thì họ có thể ở bên nhau suốt cả đời.
Anh cười gì chứ? Anh tưởng em đã lớn rồi, nhưng vẫn còn là một cô bé. Thẩm Bằng Ninh, em muốn làm gì vậy? Ấy trời. Thẩm Bằng Ninh. Anh đó, mỗi khi anh đi cùng với em, anh hãy tháo cà vạt và cởi hết mấy cái đồ này ra đi. Anh ép bản thân mình gánh quá nhiều trách nhiệm. Lam Hải, rồi nhà họ Trang. Những khi anh ở bên cạnh em, hãy cứ là chính anh thôi. Là người em yêu, cũng là người yêu em. Được. Sau này mỗi khi anh ở bên cạnh em, anh không mặc mấy đồ này nữa. Ủa, vậy em có đồ để anh thay không? Đương nhiên là có, em đã chuẩn bị trước rồi. Đây. Sao anh lại làm như vậy chứ? Sao anh lại có thể thay đồ ở trước mặt người khác vậy? Không phải em muốn xem sao? Ai thèm xem chứ? Nghiêm Tinh Trình, anh còn không mặc cho tử tế vào là em nhìn thật đó. Ủa, xong chưa vậy? Nhanh lên đi. Sau này anh là của em hết. Thẩm Bằng Ninh. Anh đó, mỗi khi anh đi cùng với em, anh hãy tháo cà vạt và cởi hết mấy cái đồ này ra đi. Anh ép bản thân mình gánh quá nhiều trách nhiệm. Lam Hải, rồi nhà họ Trang. Những khi anh ở bên cạnh em, hãy cứ là chính anh thôi. Là người em yêu, cũng là người yêu em. Được. Sau này mỗi khi anh ở bên cạnh em, anh không mặc mấy đồ này nữa. Ủa, vậy em có đồ để anh thay không? Đương nhiên là có, em đã chuẩn bị trước rồi. Đây. Sao anh lại làm như vậy chứ? Sao anh lại có thể thay đồ ở trước mặt người khác vậy? Không phải em muốn xem sao? Ai thèm xem chứ? Nghiêm Tinh Trình, anh còn không mặc cho tử tế vào là em nhìn thật đó. Ủa, xong chưa vậy? Nhanh lên đi. Sau này anh là của em hết.
đã đến giờ rồi sao? Có thể ngắm sao rồi hả? Đến nhà rồi. Sao anh lại về nhà rồi? Rõ ràng chúng ta nói sẽ cùng nhau ngắm sao mà em có thể thức đến khuya luôn đó. Dạo này em mệt lắm sao? Cũng không có gì. Vì dạo gần đây em đang phụ việc Tuệ Tâm sắp xếp hàng hóa ở cửa hàng. Rồi sau đó giám đốc Lâm còn có vài thiết kế cần phải hoàn thiện nữa, nên em cũng phải giúp đỡ. Lâm Mộ Phạm. Anh đừng có hiểu lầm nha. Em và anh ấy đơn giản chỉ là quan hệ công việc thôi. Anh ấy mời em về làm thiết kế chứ đâu có làm gì đâu. Anh có nói hiểu lầm sao? Anh đâu có quan tâm bên ta. Thiệt không đó? Nếu như em muốn đi làm thì em có thể nói thẳng với anh mà. Lam Hải không đủ lớn hay công việc của bộ phận thiết kế không đủ cho em làm hay sao? Ngày mai anh sẽ nói trưởng phòng thiết kế số 1 liên lạc với em. Còn nói là không quan tâm. Nghiêm Tinh Trình à, anh đúng là người ghen tuông nhất châu Á luôn đó. Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Sau này nếu có thời gian, anh đưa em đi ngắm chòm sao tiên nữ. Thôi được. Vậy bây giờ em vào nhà trước đi. Được rồi, em vào nhà thật đi. Ngày mai em lại gọi điện thoại cho anh. Ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Ba vẫn chưa đi ngủ hả ba? Ba đợi con gì? Hả? Ba không cần đợi con đâu. Trễ vậy rồi ba nên ngủ sớm một chút. Con đã lớn rồi mà, tự chăm sóc tốt cho mình được rồi, ba yên tâm. Mạn Ninh à, ba muốn hỏi con. Con đang hẹn hò đúng không? Không có đâu ba ơi. Con đã lớn rồi, rồi cũng sẽ tới ngày đó thôi. Ba của con cũng không phải người cổ hủ đâu. Nếu bây giờ con đã có đối tượng hẹn hò thì hãy để ba gặp mặt. Con hãy chọn một ngày nào đó mời cô ta tới nhà mình, chúng ta ăn một bữa cơm. Nhưng mà ba ơi, con với anh ấy chỉ mới quen nhau thôi mà. Ba chỉ có một mình con là con gái, con không cho ba gặp. Ba làm sao dám nhìn mặt người mẹ đã khuất của con? Dạ được, con biết rồi ba.
Sao anh biết hay quá vậy? Không cần lo, ba em không la gì em hết. Em có lòng tin là ba em sẽ thích anh. Anh về sớm đi, ngủ ngon. Phương Tử, mau dậy đi. Bây giờ đã tới lượt chúng ta ra tay. Phương Tưởng, manh mối từ 17 năm trước, cậu hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Cho dù có bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ sót. Rõ. Quy Soái, cậu đi điều tra trên con đường gặp nạn của Tâm Nghiên. Người từ đâu đến, xe từ nơi nào, cuối cùng là đã biến mất chỗ nào. Mỗi một người, mỗi một con đường, cậu cũng cần phải điều tra thật kỹ cho tôi. Rõ. Còn về Lâm Hải và nhà họ Trang, sao các cây hoa lại như vậy chứ? Mới hai ngày trước còn tươi tốt mà. Chủ tịch ơi, cẩn thận, sao ngài lại đến đây? Sức khỏe của ngài vẫn chưa hồi phục mà. Ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, ngài đừng đụng vào những thứ này. Đây đều cho mấy đứa nhỏ trồng, ngày nào tôi cũng nhớ đến. Nhưng mà tại sao chúng lại không lớn được vậy? Sao vậy? Có chuyện gì hả? Ngài hãy xem tin này. Thật không ngờ tập đoàn Lưu Quang đã quấy phá chúng ta bao nhiêu năm qua. Vậy mà thằng bé này vừa ra tay đã giải quyết được hết. Theo tôi thấy, Tiểu Dực làm việc rất có phong thái của chủ tịch ngày xưa đó. Cậu chỉ biết nịnh cho tôi vui thôi. Nó không giống tôi, giống mẹ nó. Năm đó Lâm Hải rút quỹ quy mô lớn, công ty sắp phá sản tới nơi, chính mẹ của nó đã một tay chống đỡ hết mới cứu được cả tập đoàn. Nhờ lập được công lao lớn, sau này mẹ của nó không ngại làm trái ý tôi, khăng khăng đòi làm vợ của Nghiêm Lệ. Dù vậy tôi vẫn tha thứ cho con bé. Cũng đều là con cháu trong nhà, ngài chủ tịch vẫn luôn yêu thương họ. Cậu đúng là quá giỏi. Tâm ý của tôi đều không thể qua được mắt của cậu. Về phần của Tiểu Dực, nó có đủ bản lĩnh để đối phó với mấy tên cáo già của Lưu Quang, nhưng không biết có năng lực để chống lại sự quấy nhiễu từ người thân hay không. Nghiêm tổng, Nghiêm tổng, tôi xin lỗi, tôi không ngăn được họ và cũng không kịp báo cho anh. Không sao đâu, cô cứ đi làm việc đi. Tổng giám đốc Nghiêm, Nghiêm Tinh Trình, Nghiêm Dực. Quả thật không ngờ
anh lại hèn nhát tới như vậy? Muốn dựa vào Lưu Quang để giật dậy Lâm Hải, không ai khuyên ngăn gì anh sao? Một đám nhân viên vô dụng. Cậu đến để phê bình nhân viên của tôi sao? Không, tôi đến để phê bình nhân viên của tôi. Cậu muốn nói gì chứ? Tôi đến để nói cho anh biết, cho dù anh giải quyết được con cáo già than kỳ đó rồi thuyết phục được ông ngoại, thì cả ngôi sao Lam Hải cũng không có chuyện rơi vào tay của một mình anh đâu, anh biết không? Vì tôi đã gửi thông báo dừng cổ phiếu lên Ủy ban điều tiết chứng khoán, gửi yêu cầu xác nhận quyền sở hữu cổ phần lên hội đồng quản trị rồi. Ngoài ra cũng đã đưa tin cho các phương tiện truyền thông về tài chính kinh tế rằng sắp tới chứng khoán của Lam Hải sẽ có rủi ro vô cùng lớn đó. 10 ngày sau, xác định xem ai là người sở hữu số cổ phần nhiều nhất của tập đoàn Lam Hải, thì người đó mới là chủ nhân thực sự của Lam Hải, anh họ yêu dấu của tôi. Tới lúc đó, anh đừng có khóc trước mặt mọi người nha. Ra ngoài. Tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu ta. Không dám sao? Không dám hả? Đại Dương, dẫn người ra ngoài đi. Giám đốc Trần, phải cẩn thận nữa. Yên tâm, tôi cũng chỉ muốn coi thử người anh họ yêu dấu của tôi rốt cuộc muốn nói những lời gì với tôi thôi. Đi. Người đã ra ngoài rồi, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì? Mau thả tôi ra! Dám tùy tiện xen vào việc của tôi, tôi sẽ cho cậu biết sống không bằng chết là như thế nào. Nghiêm Tinh Trình, có bản lĩnh thì làm tôi bị thương giống như hồi nhỏ đi. Anh không có mắt sao? Tại sao lại dẫm lên quà của tôi? Mau đền quà cho tôi đi. Đây chính là nhà kính của mẹ tôi, quà cũng là của chúng tôi. Nếu nhìn có can đảm thì anh giết tôi đi. Nếu như cậu còn dám ở tập đoàn Lâm Hải nói bừa, lần sau chính là đôi mắt của cậu. Alo Tinh Trình, tối nay em hẹn anh đi ăn mà chắc là em không đi được rồi. Cũng chỉ vì bản thiết kế em đã nhận trước đó, khách hàng ở bên đó đưa ra một vài đề nghị cần sửa đổi. Vì vậy giám đốc Lâm mời hẹn em cùng đi để bàn bạc với khách hàng luôn, cho nên tối nay em không thể đi được rồi. Alo Tinh Trình, anh có nghe thấy không vậy? Được. Vậy tối nay em sẽ tranh thủ làm xong sớm. Làm xong rồi em đến tìm anh được không? Là chuyện gì vậy? Bên anh có tiếng gì lạ quá. Không có gì, anh biết rồi. Vậy tối nay làm việc xong em gọi lại cho anh nha. Tối gặp anh. Nghiêm Dực, không có ai dạy anh rằng trước khi muốn có được những gì mình muốn thì đừng nên để cho mình có điểm yếu sao? Đụng đến cô ấy thử xem. Đối với người phụ nữ này, tôi không có hứng thú. Nhưng mà tôi muốn khuyên anh,
đừng mơ mộng vừa có phụ nữ, vừa muốn độc chiếm ngôi sao Lam Hải. Trên đời này, mất cả tiền lẫn tình tôi đã thấy nhiều rồi, và Nghiêm Dực anh cũng sẽ bị như vậy. Chỉ 10 ngày nữa, tôi muốn xem thử anh lấy cái gì để chứng minh bản thân mình là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lam Hải này, và dựa vào cái gì để anh ngồi vào vị trí này. Anh họ, tôi đang chờ anh thể hiện đó. Không phải chứ, không phải câu chuyện chính mới bắt đầu thôi sao? Sao phải bắt nửa chính lựa chọn chứ? Trái hay phải? Phải hay trái? Tôi đợi hai anh lâu lắm rồi. Hai anh tan ca rồi. Tối nay mình đi chơi cùng nhau có được không? Phương Tượng, anh đi đâu vậy? Nguyên soái. Nguyên soái, tôi có chuyện muốn nói. Tối nay anh có thể đi ăn cùng với tôi được không? Tôi sẽ khao anh một bữa thịnh soạn. Nguyên soái. Mẹ, con đã về rồi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, cũng đã lôi kéo rất nhiều người vô tội vào, nhưng bây giờ con đã quay về rồi. Con xin lỗi, con không thể bảo vệ cho Tâm Nghiên. Con xin hứa, bất luận gặp phải khó khăn và nguy hiểm như thế nào, con cũng nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại ba mẹ, hãm hại Tâm Nghiên, lật mặt hắn ta. Con cũng sẽ bảo vệ cho Lam Hải, bảo vệ cho nhà họ Trang. Ba mẹ đã rời khỏi đây 17 năm rồi, mà tại sao vẫn có người đến lục phòng làm việc của ba mẹ chứ? Trong này không lẽ vẫn còn bí mật gì?
10 ngày sau, xác định xếp ai là người sở hữu số cổ phần nhiều nhất của tập đoàn Lam Hải, thì người đó mới là chủ nhân thực sự của Lam Hải. Có một chuyện này, ông nhất định phải nói cho con biết. Đó là mẹ của con, kể từ khi tiếp quản Lam Hải từ tay của ông, có 40% cổ phần của tập đoàn Lam Hải thuộc về quyền sở hữu của mẹ con. Số cổ phần này đủ để xác nhận rằng mẹ con chính là cổ đông lớn nhất của Lam Hải. Chỉ là bây giờ mẹ con mất tích, cho nên trước khi cảnh sát nước ngoài công bố mẹ con đã chết, vẫn còn một con dấu cá nhân của mẹ con. Có thể dùng con dấu này để sở hữu số cổ phần đó. Trước khi ra nước ngoài, mẹ con đã nói với ông, con dấu này mẹ con luôn để trên người của Tâm Nghiên. Thì ra đây chính là mục đích của họ, là số cổ